quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, Tòa án Nhân dân huyện Đam Sông vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hủy hoại rừng đối với bị cáo Vũ Rơ La Y An, sinh năm 1974, ở thôn Pan Pế Năm, xã Đà Rơ San. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đam Rông, vào khoảng tháng 2 năm 2015, Y An cùng vợ và con trai vào khoảnh 6 tiểu khu 178 thuộc địa bàn xã Liên Sơn phá rừng, lấy đất sản xuất. Tổng diện tích rừng bị can hủy hoại là hơn 10.000 m2, mức độ thiệt hại 100%, thiệt hại về môi trường và lâm sản là hơn 47 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, không biết chữ, nhận thức còn hạn chế. Nhưng hành vi này nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nên Tòa án Nhân dân huyện Nam Rông đã tuyên phạt bị cáo Xuất Rơ La Y An 12 tháng tù giam. Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền của mình, bằng hình thức câu cá tính điểm. Mỗi điểm quy ước ăn thua là 1.000 đồng.